Chùa Vạn Đức do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh khai sơn năm 1954. Mến chào các bạn, mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình cùng ngắm cảnh đẹp của chùa Vạn Đức trên đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ mình đi vào bên trong nhé. Nhìn từ bên ngoài các bạn thấy tòa nhà chánh điện có 9 mái ngói. Khi bước vào cổng Tam Quan, trước mặt các bạn là tòa nhà chánh điện, còn bên tay trái của các bạn là tháp thờ Quán Thế Âm. Và bên tay phải của các bạn là cây bồ đề cổ thụ. Tòa nhà chánh điện hầu như được đúc bằng bê tông cốt thép. Tòa nhà chánh điện gồm có 2 tầng. Đây là tầng trệt, là giảng đường, dùng làm nơi thuyết pháp cho các Phật tử. Bài trí ở đây cũng khá đơn giản, các bạn nhìn thấy sát vách ở giữa giảng đường này là một bàn thờ có tượng thờ của sư tổ Đạt Ma bằng đá cẩm thạch màu trắng, cùng với 2 linh vị của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và Hòa Thượng Thiện Quang. Bây giờ mình cùng đi lên trên tầng chánh điện nha các bạn. Bên ngoài các bạn nhìn thấy tòa nhà này có 9 mái ngói, mình cứ ngỡ giống như là bên trong có 9 tầng, nhưng thực ra chỉ có 2 tầng, tầng giảng đường và tầng chánh điện. Nhìn xuống bên dưới các bạn thấy khu vực bếp đang diễn ra các hoạt động nấu nướng và ăn uống. Lan can cầu thang ở đây được làm bằng chất liệu kim loại là inox. Các bao lam ở ngoài hành lang các bạn nhìn thấy cũng được đắp từ xi măng và được sơn màu vàng. Các cửa sổ ở đây cũng làm từ chất liệu inox. Đứng từ tầng này, nhìn ra xung quanh thấy khung cảnh khá đẹp, khá là dễ chịu, có nhiều cây xanh, có các tháp xung quanh. Các bạn có thể ngồi dưới những tán cây xanh này, có thể thư giãn được. Tòa chánh điện này với độ cao trên 43m và được xem là ngôi chùa có tòa chánh điện cao nhất hiện nay. Nhìn lên trên cao các bạn nhìn thấy có rất nhiều ô cửa sổ và mỗi cửa sổ như vậy có hình của Đức Phật. Trong chánh điện có tượng thờ của Đức Phật Thích Ca và Tam Thế Phật. Sau lưng tượng Phật là bức phù điêu của cây bồ đề và cảnh sông Ni Liên Thiền. Và Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cũng đã xác lập ngôi chùa này có bức phù điêu cây bồ đề đắp nổi lớn nhất nước. Ngước lên trên trần, các bạn có cảm giác giống như mình đang ngắm nhìn trời rộng bao la với cảnh trời xanh và mây trắng. Và bây giờ mình lấy nét một chút xíu về khu vực bếp cho các bạn xem nhé. Trước khu vực nấu bếp các bạn nhìn thấy có nhiều loại rau củ quả rất tươi, nhìn ngon ha. Có bảng là không phận sự cấm vào, mình chỉ được vào khu vực mà nhà chùa phục vụ thức ăn đã nấu chín. Các bạn nhìn thấy cô này đang sắc nhỏ những củ cà rốt và những củ sắn, ở miền Bắc gọi là củ đậu á. Những củ này đã được luộc chín rồi cho nên nhìn cổ sắc khá là dễ dàng, không có vẻ là khó khăn ha. Quả chôm chôm. Liền kề với khu vực nấu bếp là khu vực nhà ăn. Các bạn thấy hôm nay chùa có cho dùng chay miễn phí dành cho Phật tử và khách vãng lai. Các bạn nhìn thấy cơm và thức ăn đã được bày trên những khay inox thật to.
Ở đây có những khay inox cá nhân, các bạn muốn ăn bao nhiêu thì các bạn lấy bấy nhiêu. Trông ngon quá ha các bạn. Khi đến đây các bạn có thể dùng bữa tại đây. Các bạn ăn loại thức ăn nào, ăn bao nhiêu thì các bạn tự phục vụ, giống như là tiệc buffet vậy đó. Nơi đây giống như là một nơi để chia sẻ. Ví dụ như mình có thì mình có thể cúng vào thùng công đức để mà có cái quỹ để mà tiếp tục làm nên những bữa ăn như thế này. Nhìn thức ăn ngon quá các bạn, mình cũng tham gia thôi. Bây giờ một tay mình cầm khay, một tay mình cầm máy quay, mình không còn tay nào để mà mình múc thức ăn cả. Bây giờ tính sao đây? Tạm thời kẹp cái máy quay vào trong nách, một tay mình cầm khay đựng thức ăn và một tay mình gấp thức ăn để mình quay phim cho các bạn xem nha. Nhiều món trông rất là hấp dẫn nhưng mà mình không biết tên gọi của các món ăn này. Ở đây có mì gói xào nữa các bạn. Nhưng mà mình nghĩ gấp đồ ăn mỗi cái một chút là mình sẽ được đồ ăn nó còn nhiều hơn cơm nữa đó. Cho nên mình chỉ nên gấp vừa đủ ăn thôi. Vừa quay phim vừa lấy đồ ăn khó quá. Đây có món rau muống luộc tươi xanh luôn nè. Đồ ăn nhiều quá. Rồi mình lấy vừa đủ rồi, bây giờ mình đi ra bàn nha các bạn. Xem có hấp dẫn không các bạn. Mình quên lấy muỗng rồi, bây giờ phải đi lấy cái muỗng. Trên đây có một câu chú ý cho mọi người là xin nhẹ tay, tránh gây tiếng động, bảo quản chén bát. Bên dưới là giúp loài ngạ quỷ bớt đau khổ, vì khi khua chén bát là nghĩ đến sự ăn uống lại không ăn được. Lại đây xin chén canh luôn. Canh ở đây có đủ loại rau củ hết. Đây có gì? Có khoai tây, có củ dền, có củ năng. Rất nhiều loại củ. Mình cũng tự múc ha các bạn. Mỗi một cái muỗng múc ở đây các bạn thấy chiều sâu nó bằng, giống như là bằng một cái chén của mình luôn đó. Mình múc đây khó khăn quá hả? Mình không quen. Cái đáy muỗng nó đụng vô cái chén rồi dễ bị đổ ra ngoài á. Cái cà phê cô. Cà phê em. Dạ. Còn bên đây là nước. Cà phê. Dạ. Đây là hết rồi. Nhà rồi. Dạ. Dạ cho con. Cảm ơn cô. Đây một cà phê đây. Này cà phê pha phin hay là bọt vậy cô? Cà phê sạch. Cà phê người ta cũng thường cà phê sạch đó. Dạ, có nghĩa là cái phin vô một ký, 10 ký cà hộp cà phê vô 1 ký cà phê sạch. Dạ. Của người ta cũng thường. Dạ. Đó là một chút hình ảnh về bếp ăn cho các bạn thấy. Hình ảnh sau cùng của video này mình muốn gửi đến các bạn là ở phía sau giảng đường. Trên bức tường có đắp nổi hình của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cùng với pho tượng của người trong tư thế đang ngồi dịch kinh sách.
được đặt trong lồng kính. Mình nhìn qua thần thái giống như là người vẫn còn sống và đang ngồi đó. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Nếu thích video, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.